Chào mừng đến với tiêu điểm môn phái của Tiếu Ngạo Giang Hồ Kiếm Hiệp Tân Vương, Hằng Sơn. Bắc Nhạc Hằng Sơn, tiên cảnh Bồng Lai, vốn đã nổi danh từ thời Nhu Thuấn với Tam Tự, Tứ Tử, Cửu Đình Các, Thất Cung Bát Động, Thập Nhị Miếu. Hằng Sơn chính là một trong các linh địa của Phật giáo Trung Hoa. Đệ tử Hằng Sơn hành sự quang minh, bản lĩnh cao cường, tấm lòng đầy từ bi nhân hậu. Cùng là những môn phái lấy Phật học làm căn bản, thế nhưng nếu võ học Thiếu Lâm nghiêng về ngoại công cương mãnh thì võ học Hằng Sơn lại mang thiên hướng nội thủ phản kích. Hệ thống kỹ năng: Quảng Lăng Chi Tức, đột kích làm cho mục tiêu bị nội túc, sau đó tạo xoáy lốc hút và tấn công mục tiêu. Sắc Phong Suy Tuyết, mỗi một kiếm khí đều có khả năng làm cho mục tiêu rơi vào trạng thái đóng băng. Kinh Đào Hải Lãnh, kỹ năng dùng song kiếm cắm xuống đất, vận công đẩy tới tạo thành sát thương cho mục tiêu trên đường đi và đánh lui chúng. Vạn Lưu Quy Tông, phát ra vòng tròn sát khí công kích lên mục tiêu liên tục. Bạch Hồng Kinh Thiên, kỹ năng dùng song kiếm tạo thành vòng lửa, tấn công kẻ địch ở phía trước. Trong chiến đấu, trong trận tỉ thí này, nữ nhân mũ độc chủ động lao đến áp sát nhưng ngay lập tức đã bị điểm huyệt. Tiếp đó là đòn đánh ngã và một loạt các chiêu thức công kích mãnh liệt lên đối thủ của Hằng Sơn. Lúc gần, song kiếm trực tiếp tạo sát thương liên hoàn. Lúc xa, Hằng Sơn đánh ra những luồng kiếm khí cường hãn khiến mũ độc choáng váng. Sau khi tung đòn điểm huyệt định thân, Hằng Sơn sẽ khiến kẻ bên kia chiến tuyến không thể đứng lên được. Chiến đấu với Hằng Sơn, đối thủ sẽ phải trả giá rất nặng với những giây phút đánh triệt đòn. Liên chiêu thức: Hằng Sơn cao thủ, vũ kiếm như hoa, song kiếm trái phải tự tạo thành đồng bộ công kích địch thủ. Liên chiêu thức của Hằng Sơn thiết yếu nhất ở tính bất ngờ, dĩ thủ vi công, xuất chiêu nhanh chóng, mạnh bạo hạ sát. Vạn Hoa Phiêu Linh Kiếm, lúc kiếm pháp thi triển ra, uy lực kinh nhân, vạn vật hóa bụi, cho dù là võ lâm cao thủ cũng khó tránh khỏi đoạt mệnh.